Mày đang làm việc mày đi. À, xin chào mọi người nhá. Thì mình với Chi vừa từ trong chỗ phòng của Thảo ra các bạn ạ. Thì tình hình của Thảo thì nói chung là cũng ổn rồi, nhưng mà bác sĩ thì vẫn bảo là phải theo dõi một thời gian nữa. Thì mình đang ngồi trong đấy, nhưng mà bây giờ đến giờ nhiều là cũng muộn đấy. Tất cả các phòng khám đều là đóng cửa không cho người nhà vào nữa đấy. Thì mình với Chi cũng vào đấy rồi. Nói chung là bây giờ mình không hiểu cái chuyện lúc trưa ấy, cái chuyện lúc trưa là tự nhiên. Nói chung là mình với cả Lan Anh thì có đưa Thảo về. Alo, alo anh Lan à? Nghe đây. Anh về nhà xem em, đến về nhà. Sao đấy? Dân hai con kia về lấy tiền đi chơi này. Nó lấy tiền đi chơi hả? Vâng, anh về xem đi. À, thằng này điên mẹ rồi, vợ nó đang nằm viện đây mà. Đây, ok anh về ngay nha. Anh cứ đi thẳng đi. Ok. Vợ anh bảo đi em ta kia em thăm vợ anh
Chuyến về à? Đi về. Còn hại hai con dìu hai bên cơ. Uống lắm vào cái say gì. Đi luôn đi. Mày có đi. Mà mày, cái này mày lấy tiền đâu ra mà mày đi cho bọn này đi mua miếng tay. Sướng hai em hai bên. Thế thì bơ đi mai thằng Tiến tỉnh lại mày nói chuyện với nó đi. Mất 5 triệu rồi.